loa nó đẹp đến tuyệt đỉnh các bác nhá, vẫn còn nguyên những cái vết này đấy, chưa sơn xì xì mạ gì, chỉ có lau thôi nhá các bác nhá. Còn zin đét đẹp, đẹp, cặp loa được các bác này rất là kỹ tính, bác này chơi rất là nhiều những bộ âm thanh và bác chốt cuối cùng cũng chỉ là 900C, là vua karaoke và nghe nhạc, một dòng loa đứng đầu trong dòng BMB. Và chất âm của nó thì các bác cũng đã biết rồi. Đẹp nữa. Đọc hay không thì đấy, cơ bản hay cơ bản thì cái hay đẹp. Nhưng mà mình chỉ vì bỏ tiền ra là nó quá đẹp. Nó mua cái giá của nó nữa. Đấy, và cái độ zin, độ đây, tuyệt đỉnh cũng như nhau nhưng mà nó nhỏ hơn, nhưng mà cực đẹp các bác nhá. Và các bác đánh giá những cặp loa phải nói là tuyệt vời. Bên ngoài này anh em đang lau chùi vệ sinh những cặp 450C cũng rất là xuất sắc, rất là kỹ nhá. Mới nhá, 900C này chỉ còn vài cặp thôi, cực kỳ là đẹp, cả vệ sinh. Anh em đang lau vệ sinh nhá, chỉ lau thôi các bác nhá. Đây, đang bật lên, lau thôi. Đây, đang bật này. Anh em đang vệ sinh. Cùng chiêm ngưỡng cái độ đẹp của cặp loa 900C mà được bên em vệ sinh sạch sẽ, các bác thấy không? Vâng, gần zin đét các bác nhá. Cặp loa phải nói là toàn hàng siêu tuyển bên Ngọc Quang lựa chọn cho các bác. Vâng, một bộ sản phẩm này sẽ được về với khách ở Bắc Giang. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.